Phải chiếm thế chủ động ngay từ những giây đầu tiên trước khi Anthony January trở lại sân. Trận đấu bắt đầu với quyền kiểm soát bóng thuộc về các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Nguyễn Thanh Tâm, đây là Josh Keys. Ben Griffin phối hợp rất hay với Josh Keys. Cần Thơ Catfish đối đến Osakwe. Chuyền ra Đức Kiên với những cú ném tầm trung quen thuộc. Và ngay lập tức Đức Kiên đã gỡ hòa cho cầu thủ Buffalo. Osakwe Huy Hoàng. Huy Hoàng cầm bóng đường truyền cho Trần Minh Hiếu. Tình huống bóc rổ tốt và Trần Minh Hiếu phản công nhanh cho Buffalo. Hiếu đến Osakwe. Osakwe đem về điểm số tiếp theo dành cho các cầu thủ Buffalo. Ben Griffin. Dứt điểm rất tốt và N1 dành cho Ben Griffin. Một tình huống phạm lỗi. Anthony January lúc này đã trở lại sân. Chính xác là lúc này Anthony January vào sân, nhưng anh vừa mới vào sân. AJ. Một nửa thời gian của trận đấu mới đã trôi qua và các cầu thủ Cần Thơ Catfish có được điểm số. Cần phải chấn chỉnh lại hàng thủ. Cho dù Kiên Đăng không dứt điểm thành công của tình huống vừa rồi, còn đây là connection giữa Ben Griffin và Josh. Vươn lên. Một chuỗi 7 điểm liên tiếp dành cho cầu thủ Catfish. Nguyễn Tiến Dương với cú ném xa. Cú ném xa chính xác để các cầu thủ Hà Nội bóp. Ben Griffin đường chuyền tốt tới Keys. Marco Soy không quá trống trải nhưng vẫn có thể tìm ra khoảng trống để tung ra cú ném mid range. Tiến Dương đã chạy chỗ nhưng Kiên Đăng đã xin được bóng và đây là Anthony January với một cú úp rổ. Lời chào của January đối Josh Keys. Một tình huống dứt điểm không tốt của Josh Keys. Tiếp tục là các cầu thủ Catfish. Quang Huy. Điểm số tốt của Huy Úc trước mặt của Anthony. Một tình huống để mất bóng. Không. Ngay lập tức Osakwe đã lấy lại nó. Và ngay lập tức Osakwe đã đưa trái bóng vào rổ. Josh Keys. Liên tiếp là những tình huống dứt điểm khá thiếu tay. January. Góc không độ Đinh Thanh Tâm. Cú ném 3. Cú ném 3 chuẩn xác của Đinh Thanh Tâm. Và giờ thì Hà Nội Buffalo là các cầu thủ Cần Thơ Catfish đã không chiếm được ưu thế ở quãng thời gian đầu trận. Và bây giờ thì họ đang liên. Lê Ngọc Tú đường chuyền tốt. Móc rổ. Tình huống ghi điểm chính xác của Lê Khắc Đăng Khoa. Cần Thơ Catfish chưa thể bước lên được ném phạt. Trong trận đấu này vẫn chưa có tình huống ném phạt nào. Cú block tới từ Anthony January dành cho Lê Ngọc Tú. Osakwe. Anthony January một tình huống xoay người tốt. Chỉ một nhịp xoay người thôi là vừa đủ để vượt qua Osakwe. Hôm nay Cần Thơ Catfish đang thủ zone. Cú ném 3 điểm chuẩn xác. Thì những cú ném 3 điểm sẽ phá zone. Tốc độ của Lê Khắc Đăng Khoa nhưng anh nhanh quá. Josh Case. Cú ném 3 của Michael Soy. Và đó là cú ném. Yêu đến sau quê. January đánh post up với Josh Keys. Và ở cú dứt điểm thứ 3 trong hiệp đấu này. Rebound tốt của Hoàng Tú. Bóng tới tay Josh Keys. Để mất rồi. Đây là Hoàng Tú. Cú ném ngay của Ben Griffin. Cú ném hơi vội. Josh Keys đã làm tốt trong khâu rebound tấn công. Và cuối cùng thì anh cũng có thể tung ra cú dứt điểm. Bóng tới tay của Michael Soy góc không độ, cú ném chuẩn xác. Đó là cú ném 3 điểm thành công thứ 2. Tiếp tục là Tâm Hồ. Đường chuyền tới tay của Michael Soy. 3 điểm chuẩn xác của Michael Soy. Đột phá rất tốc độ của Tô Ngọc Khánh. Và Hà Nội Buffalo có được điểm số thứ 33. Huy Hoàng. Bóng tới tay của January. Một cú ném mid range và January là người. Josh Keys. Josh Keys. Josh Key mới là người trả lời January. Một tình huống end one. End off cho Huy Hoàng. Huy Hoàng dứt điểm rất tự tin và Huy Hoàng đã có cho mình điểm số đầu tiên. Cách biệt 7 điểm được tái lập. Tâm Đình can thiệp tốt. Thêm một dứt điểm bằng tay trái.
Rebound, thêm một rebound nữa. Bóng vẫn trong tay January. Và cuối cùng thì AJ đã... bóng tới tay của January. January không chuyền, anh quyết định tự mình dẫn điểm. Và đó là một quyết định đúng đắn. Michael Soy. Bóng tới tay Ben Griffin. Josh Keys. Josh Keys dẫn điểm tốt. Và các cầu thủ cận bình của Kafiston lên tiếng. Osakwe dứt điểm rất khó. Anh có thể chuyền ra, nhưng anh quyết định thực hiện tình huống dứt. Ben Griffin. Và của Soy. Điều chuyển hơi vội của Soy, nhưng Keys vẫn có bóng trong tay. Và đó là Josh Keys. Huy Hoàng. Điều chuyển Osakwe. Cú ném của Anthony January. January đang có được tình huống ném sao chuẩn xác để đem về điểm số thứ 17 cho cá nhân anh. Ngay lập tức đó là tốc độ của Bam Griffin. Bam Griffin đối đầu với Tô Ngọc Khánh. Một tình huống để mất bóng vô cùng đáng tiếc của Bam Griffin. Yêu Sa Quê. Đường chuyền Anthony January, one hand slam dunk. Anh bắt đầu tăng tốc khi còn 8 giây. Có điểm tính hay không? Chúng ta cùng chờ quyết định. Và tổng cộng chỉ đóng góp 4 điểm. Tổng số 45 điểm của Cần Thơ Gaffis từ đầu trận. Cú ném tốt của Josh Case để khởi đầu hiệp thi đấu. Thử tìm tới một lựa chọn khác, đó là Tô Ngọc Khánh kích ra. Đức Kiên chống trả ngoài vạch 3 điểm. Ném không chính xác nhìn Josh, nhưng Ajanuri đã có mặt ở đó. Và rebound tấn công tốt 24 của Buffalo trong khu vực dưới rổ kể từ đầu trận. Đây là Michael Soy, góc không đổ của Michael Soy. Michael Soy đang hot hand. Quay. Còn 9 giây mà thôi. January không đánh khó một quyết định chuyển cho Tiến Dương. Chuyển ra cho Osakwe, cú ném tầm trung, cú ném tốt của cầu thủ của Soy. Liên tiếp là những tình huống di chuyển chính xác. Và đây là Josh Keys. Gỡ hòa dành cho các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Để lấy lại thế trận, lấy lại quyền kiểm soát. Đinh Thành Tâm với một cú ném rất lạnh lùng. Phản công dành cho các cầu thủ Buffalo. Điều đến Osakwe. Osakwe không được. Anthony January có mặt ở ngay đằng sau để rebound. Lấy Yudan Osakwe. Tiến Dương. Cú ném 3 điểm của Vũ Việt Hoàng. Cú ném 3 điểm chính xác. Catfish đang tăng tốc. Dan Griffin. Tình huống bách đo tốt. Nhưng Josh Keys đã không thể vượt qua. Còn 10 giây. Osakwe xoay người. Osakwe dứt điểm khó. Và Osakwe ghi điểm. Huỳnh Thanh Tâm. Thủ tốt tới từ January. Lại là phản công cho Buffalo. Việt Hoàng. Bóng tới tay của Osakwe. Dứt điểm rất tốt của Osakwe. Và khi Josh Keys đã... Huỳnh Thanh Tâm. Theo một tình huống của Buffalo, Cần Thơ Catfish đang liên tục mắc turnover. Nhưng đó là cú block tốt của Josh Keys. Phản công nhanh. Bam Griffin. Thắp lên hy vọng dành cho cầu thủ Cần Thơ Catfish. Đinh Thanh Tâm với đường chuyền cho January. January đã bị double team. Anh có cơ hội thứ hai. Rất khó, không cần phải quá vội vàng. Thời gian thi đấu của hiệp 3 chỉ còn khoảng 1 phút mà thôi. Osakwe với một cú ném từ top the key. Cú ném chính diện tốt. Và Hà Nội Buffalo đã phản công nhanh. Đinh Thanh Tâm, Tiến Dương kích ra. Osakwe thêm một lần nữa. Vẫn không thể lấy được rebound. Không thể lấy. Cần Thơ Catfish ít nhất họ vẫn chưa để mất điểm. Tới lúc này thì Osakwe. Anthony January có thể chặn được January ở phòng bóng đầu tiên, nhưng Josh Keys đã bất lực ở ngày càng hẹp đi. Lê Ngọc Tú đột phá và Việt Hoàng dứt điểm tốt. Anh rời sân ở cuối hiệp 3 sau một tình huống va chạm. Bóng nằm trong tay của Tâm Đình. Phản công nhanh cho Buffalo. Yudan Osakwe, Tiến Dương quá đơn giản. 20 điểm cách biệt từ tay của cầu thủ Cần Thơ Catfish. Osakwe dứt điểm không thành công, bị chặn lại. Marco Soy, Josh Keys. Cuối cùng thì Catfish cũng có điểm số đầu tiên ở hiệp. Vừa rồi cũng là lỗi cá nhân thứ tư của Phạm Đức Kiên trong trận đấu này. Tuy nhiên thì Đức Kiên vẫn đang được giữ lại trên sân. Cú ném 3 điểm tốt để các cầu thủ Cần Thơ Catfish.
Bóng tới tay của Osakwe ở cổ trai, kích ra cho Tiến Dương góc 45 độ, cú ném chuẩn xác của Tiến Dương. Tiến Dương, một tình huống để mất bóng rất đáng tiếc của Đức Kiên. Huỳnh Thanh Tâm, 5 điểm liên tiếp dành cho khách của Cần Thơ Catfish và Nha Trang Dolphins. Josh Case rất nỗ lực nhưng không thể đem về điểm số. Ben Griffin là người bù rổ. 5 phút vẫn còn đủ thời gian cho Catfish tạo nên một cuộc lộn ngược dòng. Trần Minh Hiếu có việc ở tình huống vừa rồi. Quỳnh Thanh Tâm, Michael Soi đường truyền và pha dứt điểm tốt của họ cần chơi chậm lại. January còn 10 giây. January đột phá, dứt điểm bằng tay trái. Cần phải có Nguyễn Tiến Dương không ném 3 điểm ngay mà quyết định đưa bóng tới gần rổ hơn. Quyết định chuyển tình huống tiết kiệm đồng hồ 24 giây của Ben Griffin. Và cuối cùng thì anh cũng có điểm. Tưởng chừng Buffalo phản công. Tiến Dương với cú lên rổ tốt. Điểm số thứ 91 cho Buffalo. Nỗ lực rất đáng khen. Và bây giờ là Tiến Dương. Tiến Dương đã đem Ben Griffin. Marco Soy với một cú ném 3 điểm tốt. Lúc này thì Hà Nội Buffalo đã rút hết các ngoại binh ra, chỉ để lại Tâm Đình cùng các cầu thủ nội mà thôi. Nhưng họ vẫn có thêm điểm Catfish. Tiếp tục là những cơ hội để các nội binh Catfish có thể đem về điểm số của Hà Văn. Đó cũng là điểm số cuối cùng của trận đấu này. Hà Nội Buffalo giành chiến thắng với tỷ số 95-81. Một trận đấu mà Hà Nội Buffalo đã tăng tốc cực kỳ đúng lúc ở quãng thời gian cuối hiệp thi đấu thứ 3 với một chuỗi điểm 18-4.